Hello mọi người, hôm nay mình sẽ cùng đi ăn bún nước suông, một món ăn rất độc đáo ở thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang nha. Và quán này nằm bên bờ sông á, thì rất là đẹp và rất là mát mẻ luôn. Đậu xe cực kỳ thoải mái luôn đó mọi người. Trước khi vô quán gọi món thì mọi người nhớ làm gì biết không? Nhớ like, share và subscribe kênh của cậu Ba Giàu để ủng hộ cho mình ra những clip hay ho tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là nồi nước lèo thành thấm nha mọi người. Trong đây hình như là có mắm nữa, và có tôm nè, có đồ lòng, có cực, có phèo, có heo quay. Nó giống như là món bún nước lèo ở Trà Vinh hay là ở Sóc Trăng, nhưng mà ở đây thì họ nấu ít mùi vị mắm hơn, cho nên mình nghe cũng rất là dễ chịu. Và điểm đặc biệt ở đây là họ có thêm cái chả cá chiên nha, và có huyết nữa. Mọi người cũng lưu ý nha, con tôm ở đây thì không phải là con tôm sú giống như mình hay ăn bún mắm hay là ăn hủ tiếu Nam Vang ở trên các thành phố lớn. Tôm ở đây là tôm càng xanh nha mọi người. Mọi nhìn thấy con tôm không? Cực kỳ đã luôn. Và nước chấm ở đây cũng cực kỳ độc đáo nha mọi người. Đó là chấm mắm nêm, và trong mắm nêm này thì có thơm hay là khóm mầm nữa, cho nên mắm nêm rất là ngọt ngào và không có nồng vị mắm nha, cho nên mình chấm thì cũng rất là thơm to. Mọi người đừng ngại nha, ăn từ mắm nêm quán đi, mọi người sẽ thấy là mắm nêm rất là ngon. Mọi người dành thời gian đến ăn món này nha. Và clip đến đây là hết rồi. Mình sẽ giới thiệu món tiếp theo ở thành phố Long Xuyên. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.